thiết kế nhỏ gọn, đa năng, phù hợp với môi trường đô thị, dòng xe hatchback từng được nhiều người Việt ưa chuộng. Năm 2021, phân khúc hatchback hạng A từng rất sôi động với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm, trong đó VinFast Fadil là cái tên nổi bật khi bán chạy nhất thị trường xuyên suốt cả năm. Sang năm 2022, VinFast Fadil và Honda Prio rút khỏi thị trường, hiện tại chỉ còn 3 mẫu xe cạnh tranh bao gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo. Doanh số cộng dồn của phân khúc này cũng lao dốc từ hơn 45.000 xe ở năm 2021, giảm 62% ở năm 2022 và tiếp tục giảm 35% ở năm 2023. Tính hết 5 tháng đầu năm 2024 chỉ có 3.196 chiếc được bán ra thị trường. Sức tiêu thụ của các dòng hatchback hạng A cũng chịu ảnh hưởng chung từ kinh tế suy thoái nhưng khó có thể phủ nhận rằng phân khúc này đã không còn sức hút lớn với người dùng Việt. Phân khúc hatchback hạng B cũng trong tình trạng tương tự. Thậm chí Toyota Yaris mới đây đã bị dừng bán, khiến cho sân chơi này chỉ còn hai cái tên là Suzuki Swift và Mazda 2. Một trong những nguyên nhân chính khiến xe hatchback không còn được yêu ái tại Việt Nam là do sự chuyển dịch thị hiếu của người dùng. Không gian chứa đồ trên xe hatchback khi chở đủ người có thể không rộng bằng các mẫu sedan cùng hạng. Một số dòng xe trên thị trường cũng được phân phối song song kiểu dáng hatchback và sedan trang bị và động cơ không quá khác biệt, nhưng trong một số trường hợp, xe hatchback lại có giá cao hơn sedan, khiến cho việc thuyết phục khách hàng càng trở nên khó khăn. Thị hiếu của người dùng cũng chuyển dần sang các mẫu xe gầm cao đa dụng giá rẻ, khiến hatchback và sedan đều bị thất thế. Những mẫu SUV, CUV có tầm quan sát cao, khoảng sáng gầm lớn, phù hợp với nhiều dạng địa hình khác nhau, đặc biệt sự xuất hiện của nhiều mẫu mã khiến cho giá xe gầm cao cũng ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng có đa dạng sự lựa chọn.